Cửa hàng Nhật Bãi Tới Dương xin kính chào toàn thể các bác đã đến với kênh của hàng Nhật Bãi Tới Dương. Hôm nay em lại muốn giới thiệu với các bác về những chiếc lồi. Có những chiếc rất là thương hiệu nổi tiếng của Nhật như Joshi Joshi, đĩa bay đấy. Và con dòng Tô và dòng Salio các bác nhé. Bây giờ em sẽ quay và giới thiệu chi tiết ba dòng sản phẩm mới về chiều nay để các bác lựa chọn. Các bác lướt qua theo dõi này ưng ý dòng sản phẩm nào thì cứ liên hệ với em. Em có rất nhiều. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết cho các bác từng dòng sản phẩm một. Hôm nay em chỉ có giới thiệu riêng 3 chiếc thôi. Đây là chiếc tô vuông các bác nhé. Đây là chiếc tô vuông. Có mã số là 44. Đây. Dòng là dòng IH. Nó là dòng tiết kiệm điện các bác nhé. Chức năng thì rất là chi là ok. Con này nó nhiều tính năng và nấu cơm rất chi là ngon. Con này là có là con RC 10 VQG các bác nhé. Các bác nhớ là cái mã sản phẩm. Đấy, các bác nhớ cái mã sản phẩm để khi mình còn cân đối trên thị trường, cân đối với các dòng sản phẩm khác. Bây giờ em sẽ lướt qua một lượt để cho các bác xem một cái thân thủ của cái con tô vuông này các bác nhé. Lướt qua một lượt để cho các bác xem. Con này gần như là hoàn hảo, bề ngoài của con này thì gần như hoàn hảo, không có tì vết các bác nhé. Không có hiện tượng bị bẹp rồi sắt xước, ngon nhé, sạch sẽ từng chi tiết một. Đấy, các bác lướt qua các bác nhìn con này em cũng là hàng tuyển thôi nên rất chi là đẹp. Đấy, các bác chú ý. Bây giờ em sẽ lật ra cho các bác xem. Thứ nhất là trước tiên là em sẽ cho các bác xem về những cái chiếc cái gioăng. Đấy, cái gioăng của nó này, bộ gioăng xanh nét các bác nhìn này, bộ gioăng xanh nét nhé. Đấy, em sẽ lướt qua một lượt cho các bác xem, gần như là tròn trịa, không tì vết, rất chi là đẹp. Dòng này dòng áp suất bi các bác nhé. Đấy, dòng áp suất bi các bác nhìn này, dòng tô lắp rất dày. Đấy, nấu cơm rất ngon các bác nhìn này, rất chi là sạch sẽ đẹp. Con này rất chi là ok, lồi vẫn trắng muốt, chưa có một cái điểm ố vàng hay là gì đó, gần như trắng tinh luôn. Đây là cái lòng son các bác này, con này là gioăng đẹp, son đẹp, vẫn còn óng ánh kim tuyến các bác nhé. Các bác nghe này, bây giờ em lưng lên cho các bác xem này, con này son rất dày, lòng xoắn các bác này biết rồi. Cái dòng lòng xoắn là dòng bao giờ cũng là dòng son dày. Con này là hai đáy các bác nhé. Đấy, các bác nhìn này, hai đáy son con này là dày là chín lớp các bác nhé, lặng tương đương với lại cái con tô chuông. Tức là cái son của nó dày và lặng tương đương với lại con tô chuông. Đây các bác nhìn này, cái mép của nó đây, mép của nó dày khoảng tầm 4 ly. Giờ em sẽ quay cái lòng cho các bác xem nó sạch sẽ như nào.
lòng đấy quá sạch sẽ luôn. Con này thì miễn chê rồi các bác, miễn chê con này rồi, em cũng báo giá luôn. Hôm xưa em cũng về một hai con như này và cũng em cũng bán cho một số bác đang sử dụng, cũng thấy rất gì là phản ánh rất là tốt, mà nấu cơm rất chi là ngon. Cái dòng này là dòng thương hiệu rồi. Con tô này em báo giá luôn, con số 44 này là có giá 2 triệu 8, không bao ship. Bác nào yêu thích dòng sản phẩm tô này, nấu cơm ngon này thì liên hệ với em sẽ test trực tiếp cho các bác để các bác chiêm ngưỡng và chọn cho mình những cái sản phẩm mình yêu thích nhất. Bây giờ em sang các bác, đây là con số 45. Các bác nhìn nhé. Dòng này thì là miễn chê rồi, con này là con Juicy Juicy. Dòng đĩa bay các bác nhé. Đang hot nhất trên thị trường hiện nay, đây là dòng đĩa bay. Các bác nào đã đang sử dụng và sử dụng dòng này rồi thì các bác biết nó là dòng gì rồi. Rất chi là hot. Tất cả các tính năng hoạt động rất chi là ok. Bây giờ em sẽ lên cho các bác xem. Con này thì riêng về bộ gioăng của nó thì là miễn chê luôn. Không có một điểm gì là trừ được nó được. Gioăng xanh. Có nghĩa là gioăng xanh nét đấy các bác ạ. Em quay chi tiết cho các bác xem nhé, cái bộ gioăng của nó nhé, cái bộ gioăng rất quan trọng, nó quyết định cho cả một cái nồi cơm đấy. Nồi cơm có đẹp đến đâu nhưng mà cái bộ gioăng này nó kém thì cũng gần như là không có tác dụng. Đây bộ lòng là xoong của nó đây, các bác nhìn lòng xoong của nó nhé. Đấy em lướt qua, bây giờ em sẽ lâng lên để cho các bác xem. Các bác nhìn này, xoong sạch sẽ không một tì vết các bác nhé. Xoong sạch sẽ không một tì vết đấy. Con Juicy này nói chung là về thân thủ rồi đến xoong siếc là rất chi là ok. Con này cũng là hai đáy các bác nhé, dòng hai đáy. Con này là có chức năng là full đấy, áp suất full. Các bác nhìn đáy này làm gì có cái gì đâu, nó là dòng áp suất full chín từ trên xuống dưới đấy. Dòng này là dòng cơm nấu cơm là áp suất chín từ trên xuống dưới. Các bác nhìn đây, con này đây chiều nay em mới về đây test đây, nước lon vẫn còn đây, rất chi là ok, rất cẩn thận, rất chu đáo, hàng tuyển đấy. Các bác nhìn đây thương hiệu của nó đây, sạch sẽ này, giòn vẫn xanh nét, nhãn hiệu này, logo này. Các bác theo dõi kỹ nhé, theo dõi kỹ này, gần như là led căng luôn. Cái bề trong của nó sạch mức độ như thế này, nó là màu tím mận, màu mận, màu mận. Đấy, dòng dòng này là dòng đang hot nhất thị trường hiện nay. Bác nào sở hữu những dòng sản phẩm này thì chắc là biết rồi, dòng này thì miễn chê luôn, tanh tách luôn, rất là ok. Juicy đĩa bay, dòng đĩa bay này đang hot nhất thị trường hiện nay và rất nhiều bác là muốn sở hữu nó. Dòng này thì cũng là không phải là hiếm nhưng mà cũng là dòng hot. Bác em lướt qua một lượt cho bác xem. Con này là con số 45. Con số 45 này em báo giá luôn. Con này là có giá 2 triệu 6. Không bao ship các bác nhé, 2 triệu 6 không bao ship. Giá rất hợp lý cho các bác lựa chọn. Bây giờ em sang cho các bác, đây là một chiếc nữa cũng mới về chiều nay, cũng dòng IH, dòng tiết kiệm điện các bác nhé. Đấy. Thường em gọi là Y nhưng mà
theo tên gọi chung của nó là IH. Đấy, dòng tiết kiệm điện các bác. Con này là con số 46. Con này là có thân thủ rất chi là đẹp, rất sạch sẽ. Đấy, từng chi tiết một. Em lướt cho các bác xem. Gần như không có tì vết. Con này nó đẹp vô cùng luôn. Các bác nhìn đi. Không có điểm trừ về cái thân vỏ của nó. Thì hàng tuyển thì em muốn lọc ra những con xuất sắc nhất để em giới thiệu với các bác, để các bác lựa chọn những cái dòng phẩm sản phẩm yêu thích cho mình. Giờ em sẽ mở ra. Đấy. Con này là song vung. Hai lớp, các bác nhìn này, hai lớp nhé. Đấy, đây con này hai lớp này. Các bác nhìn đây. Dòng hiện đại bao giờ nó cũng như thế. Con này nó là đời rất cao và hiện đại. Hai lớp. Đây giờ em lại mở tiếp cho các bác xem đằng trong của nó một lần nữa. Đấy, con này rất sạch sẽ này, chiều nay mới về này. Mới test xong nước lon vẫn còn, nước lon vẫn còn bám ở trên. Tất cả những dòng sản phẩm trước khi về cửa hàng em là em đều test rất kỹ lưỡng, xong em mới đưa lên giới thiệu với các bác, để tránh tình trạng là khi mình mua về sử dụng lại nó lỗi lầm. Doang thì con này thì miễn chê rồi. Các bác nhìn đây, em quay sát cho các bác xem nhé. Xanh nét luôn. Đấy, bộ doang này thì là tuyệt vời với những chiếc lồi như này. Vì sao em gọi nó là hàng tuyển? Vì nó quá đẹp nên là mình sẽ xếp nó vào hàng tuyển để giới thiệu với lại các bác. Bi này vẫn mới kính quang luôn. Con này thì miễn chê. Đấy, được một chọn được một chiếc lồi đẹp như này là quá là hiếm rồi. Đấy, em bây giờ em cho các bác xem cái son của nó nhé. Con này lặng lắm, son lặng, dày lặng, gần như là không tì vết, vẫn óng ánh kim tuyến các bác nhé. Đấy, gần như ông vẫn óng ánh kim tuyến. Đây là con này này, có nhãn hiệu này, các bác chú ý này. Đây, mép son của nó đây. Con này là son nó rất dày, nó con này nó dày 9 lớp các bác nhé. Người ta gọi là 9 lớp vì nó rất nhiều cái hợp mới ghép lại được thành một cái son. Son dày, rất chi là đẹp. Đây lòng của nó đây các bác này. Lòng sáng choang, chưa một tì vết, chưa có điểm ố màu. Các bác có thấy chưa? Đấy, con này là con số 46 các bác nhé. Con số 46. Vùng hai lớp. Áp suất bi. Chức năng full. Dòng IH tiết kiệm điện các bác nhé. Con này đời cao của Sayer. Con này con số 46. Em báo giá luôn. Con này là có giá là 1.550.000 không bao ship. Bác nào yêu thích thì liên hệ với em, nhấc máy lên liên hệ với em. Hôm xưa em cũng có một con em bán 1.600.000 không bao ship, nhưng con này em bán giá gọi là giao hữu là 1.550.000 không bao ship bác nhé. Bác nào yêu thích dòng đĩa bay rồi tô vuông và dòng Salio, dòng Salio mật quỷ 1 lít, 1 lít 8 thì cứ nhấc máy lên liên hệ với em qua số điện thoại 0975 067846. Zalo của em là 0975 067846. Em sẽ liên hệ trực tiếp với các bác. Hẹn các bác ở clip sau.